Đã khá là lâu rồi mình mới quay làm video mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách nha. Đó là mình sẽ bắt đủ 100 cái tim bay mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang ở trong khu cắm trại. Và ngày hôm nay thì các địa điểm mình bắt sẽ gồm Plaza này, khu thị trấn này và trong khu cắm trại nha. Ngoài ra thì mình có thể qua cả trung tâm Plaza nữa mọi người ạ. Đầu tiên thì hiện tại mình đang ở trong khu cắm trại. Và bây giờ thì đi bắt thôi mọi người ơi. Đầu tiên thì mình định bắt trái tim nhưng mà không, mình gặp hổ và thiền sao nha. Khá là lâu rồi mình gặp phải hổ thiền sao mọi người ạ. Mình lâu lắm rồi mình mới quay lại chơi game mà làm video ấy, cho nên lâu lắm mới gặp. Và đây là đầu trái tim đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Thì mọi người có thể ý ở góc bên phải màn hình mình sẽ để số lượng lần bắt nha. Tiếp theo là trái tim thứ hai này mọi người. Đây là một trái tim phát sáng nha. Như vậy thì chúng ta sẽ được 15 điểm xu trái tim mọi người ạ. Đó. À, xu tình yêu, quên mất, xu tình yêu nha. Và đây là trái tim thứ ba này mọi người. Là một trái tim bình thường. Chúng ta thì có thể mở được từ 3 đến 5 xu. Rồi hiện tại thì mình mới bắt được 3 trái tim. Mình gặp mấy người bạn của mình. Thế là rủ mọi người ra quay một chút xíu, một đoạn nho nhỏ để mọi người chào tất cả những người xem nha. Thì bạn nào có xuất hiện trong cái video này của mình thì nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha, là bạn đã được xuất hiện ở trong video của mình. Rồi bây lại quay lại đi bắt trái tim thôi mọi người ơi. Đây là trái tim thứ tư này. Đây chúng ta sẽ được 3 xu. Và đây là trái tim thứ năm. Thì mình thấy ở trong khu cắm trại ấy, cái tỷ lệ xuất hiện khá là nhiều nha mọi người. Đây là trái tim thứ sáu nha. Đây là một trái tim thường mọi người ạ. Và đây là trái tim thứ bảy. Trái tim tình yêu. Rồi mình được 4 xu. Thì hiện tại mình gặp một con bọ kìm kẹp màu trắng mọi người. Mình không nhớ tên rồi, lâu lắm đây. Bọ Udo to nha. Thì mình mới bắt được nó. Chỉ vậy thôi. Và tiếp theo là trái tim thứ 8 đây mọi người. Đó, mình nhận được 3 xu nha. Trái tim 9 và một trái tim tỏa sáng mọi người ạ. Thì mọi người sẽ nhận được 15 xu. Khá là nhiều luôn. Đây thì mọi người gặp kiểu là tỷ lệ nó theo tỷ lệ đó mọi người, cũng hên xui ấy, không được nhiều lắm. Tiếp theo là trái tim thứ 10 nha. 5 xu. Thì mình thấy cái trái tim thường ấy chỉ được từ 3 đến 4, à 3, 4, 5 xu thôi mọi người. Đấy, mọi người thấy không, được 3 xu này. Và đây trái tim 11 rồi nha. Tiếp theo là trái tim 12 của mình. Một trái tim thường nữa, 4 xu. Mình chỉ thấy được 3, 4, 5 thôi, chưa thấy được 6 bao giờ mọi người. Trái tim tỏa sáng thì chúng ta sẽ nhận được là 15 xu nha. Hiện tại thì mình đang ở ngoài Plaza. Bắt một lượt ở ngoài này đó mọi người. Và mình nhận được 14 trái tim rồi. Và đây là trái tim thứ 15 nha. Hơi khó nhìn một xíu đây. Một trái tim tỏa sáng mọi người. Bây thì mình vào trong khu thị trấn rồi. Đây cũng có trái tim nha mọi người. Nói chứ là trái tim mà map nào cũng có ấy. Cho nên mọi người bắt khá là dễ. Và trái tim thứ 18 này. Đây nha mọi người, đây không cài trái tim nữa. Mình bắt luôn. Ôi, hụt đây mọi người. Ô, sao hụt đây? Được. Ok, trái tim 19 nha. Và đây là trái tim thứ 20 này mọi người. Như vậy là mình đã thực hiện được 1/5 của cái thử thách rồi. Là mình đã bắt được 20 trái tim. Còn thiếu 80 cái trái tim nữa mọi người. Đây là trái tim thứ 21. Trái tim tỏa sáng này, trái tim 22 ở trong Plaza, à quên, ở trong thị trấn. Trái tim thứ 23. Trái tim 24 nha. 25 này mọi người. Thì mình đã quay lại ở khu cắm trại rồi ấy. Vì ở những chỗ kia cái tỷ lệ xuất hiện không nhiều bằng khu cắm trại. Cho nên mình quyết định là quay lại khu cắm trại để kiếm nha. Hiện tại là 26 rồi này. Phát này cũng khá là lâu mọi người ạ, 27. Đi phát này cũng khá là lâu ấy, khá nhiều thời gian luôn, 28 nha. Rồi mọi người thì mình gặp hai cây wasabi mà không ai nhặt luôn mọi người. Vì gần như là ra sự kiện mới thì wasabi mọi người không cần nữa cho nên là mọi người không nhặt, mình nhặt luôn. Tiếp theo là trái tim thứ 29 nha mọi người. 30 nữa này.
Trái tim thứ 31 đây nha. 32 này mọi người. Ui, 35 nhỉ. À quên, nhầm mọi người, 34. Sorry mọi người. Đây mới là trái tim thứ 35 nha. À đây là trái tim thứ 37 rồi mọi người ơi.
Như vậy thì mình đã bắt đủ thử thách ngày hôm nay rồi nha mọi người, 100 trái tim. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, mọi người đừng quên cho mình đăng ký kênh, một like video giúp mình nha. Và hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.